Tiểu thuyết Chàng ngốc của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, dịch giả Võ Minh Phú, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Phần 1, chương 1. Vào cuối tháng 11, giữa tiết trời vãn giá tan băng, khoảng 8-9 giờ sáng, chuyến xe lửa từ Warsawa đang xả hết tốc lực, lao vun vút vào nội đô Petersburg. Khí trời ẩm ướt, còn sương mù thì dày đặc đến nỗi, từ cửa sổ toa xe nhìn ra, khó mà nhận ra được vật gì cách xa 10 bước ở hai bên đường. Hành khách thì có cả người từ nước ngoài về, nhưng phần lớn là dân đen và người làm ăn quanh các vùng lân cận, chen chúc vào với nhau trong mấy toa tàu hạng 3. Dĩ nhiên ai nấy đều phờ phạc, mắt díu lại vì thiếu ngủ, rét co ro, mặt mày non vàng võ bợt bạt hẳn ra dưới ánh sáng sương mù. Bên cửa sổ một toa hạng 3 có hai hành khách ngồi đối diện nhau từ tảng sáng. Cả hai đều còn trẻ, đều gần như đi người không, đều ăn mặc xuềnh xoàng, đều có dung mạo khác đời và cuối cùng đều có ý muốn bắt chuyện với nhau. Nếu cả hai đều biết được chỗ khác lạ của nhau trong thời điểm hiện tại, cố nhiên họ đã phải sững sờ về cái dịp tình cờ đã đưa đẩy họ đến chỗ ngồi ngay trước mặt nhau trong một toa tàu hạng 3 của đoàn tàu chạy tuyến Petersburg-Warsawa một cách lạ lùng đến thế. Một trong hai người có phần nhỏ con, tuổi chừng 27, tóc xoăn sẫm màu, mắt nhỏ màu xám. Một đôi mắt lạ cứ như đang rực lửa. Gã có cái mũi to bè, hai gò má cao, cặp môi mỏng luôn nhếch lên thành một nụ cười sức sược diễu đời và thậm chí còn hằn học nữa. Duy có vầng trán cao thanh thoát là còn vớt vát được cái phần dưới tệ hại của khuôn mặt. Nổi bật trên gương mặt ấy là một nước da tái nhợt như da người chết, khiến cho toàn bộ dáng vẻ của gã nom thật bơ phờ. Tuy thân hình gã nom khá rắn giỏi, cùng với đó là một vẻ gì đắm say khắc khoải, chẳng ăn nhập gì với nụ cười ngạo mạn chân cháo và cái nhìn sắc lẻm tự phụ của gã. Gã ăn mặc như vậy là rất ấm, cả người lọt thỏm trong chiếc áo lông cừu non đen tuyền rộng rãi có mũ trùm đầu, cả đêm không hề rét. Trong lúc anh bạn đồng hành của gã đã buộc phải hứng lấy đủ vị ngọt ngào của một đêm ẩm ướt vào tháng 11 ở nước Nga bằng tấm lưng buốt giá của mình. Cái đêm mà rõ ràng anh ta chưa hề chuẩn bị để đương đầu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác không tay dày và khá rộng, có mũ to xù xụ, đúng loại áo mà khách đi đường thường mặc ở những chốn xa xôi nào như Thụy Sĩ hay miền Bắc Italia chẳng hạn. Và rõ ràng anh ta đã không tính đến những chặng cuối như cả một thôi đường từ Etkunen đến Petersburg. Nhưng những gì thích hợp, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu ở Italia đã tỏ ra không phù hợp lắm ở Nga. Người mặc áo khoác này là một chàng trai tuổi cũng chừng 26-27, có chiều cao trên mức trung bình một chút, với mái tóc bạch kim dày rậm, đôi má hóp, tròm râu cằm nhỏ nhọn hoắt vàng khoe. Chàng có cặp mắt to màu xanh da trời với ánh nhìn chăm chú, ẩn chứa một vẻ gì thầm lặng nhưng sầu muộn nhức nhối làm sao, khiến không ít người mới gặp đã có thể nghĩ ngay chàng mắc chứng động kinh. Ấy vậy nhưng gương mặt chàng trai vẫn khá ưa nhìn, nó thanh tú một cách lạ lùng, nhưng nước da thì nhợt nhạt, còn lúc này thì đã tái ngắt đi vì lạnh. Bên tay chàng lủng lẳng một chiếc tay nải nhỏ buộc bằng một chiếc khăn quàng cũ bạc phếch, dường như gói ghém tất cả hành lý của chàng. Chân chàng dẫn một đôi giày đế cao đi kèm với ghệt cải khuy. Tất cả đều không theo lối Nga. Thu mình trong chiếc áo lông kín mít, nhân lúc thư nhàn, gã tóc đen đưa mắt ngắm nghía anh bạn đồng hành và cuối cùng đã cất tiếng hỏi với một vẻ giễu cợt sỗ sàng, thái độ thân tình bỗ bã thường thấy ở mấy kẻ hay lấy làm khoái chí khi chứng kiến những khó khăn vất vả của người bên cạnh. Rét chứ? Và gã so vai rụt cổ. Quá rét, anh bạn đồng hành trả lời thật vồn vã. Mà đấy ông xem, đây mới chỉ là tiết tan băng thôi đấy nhé. Nếu là tiết băng giá nữa thì còn ghê gớm đến đâu. Tôi thậm chí đã không lường được là ở ta lại rét đến thế. Tôi không còn quen với mọi thứ ở đây được nữa rồi. Ở nước ngoài về à? Vâng, ở Thụy Sĩ về. Ái da, gay cho ông đấy. Gã tóc đen trúng môi huýt lên một tiếng và phá lên cười ngặt nghẹo. Cuộc trò chuyện đã được khơi mào. Tóc đen hỏi gì, tóc vàng, tức áo khoác Thụy Sĩ, cũng trả lời ngay.
Sự sốt sắng như thế kể cũng lạ đời. Khốn nỗi, tóc vàng có nhận ra thái độ bông phèn của người đối thoại cũng như nội dung ba nắp tầm phào của câu hỏi nào đâu. Qua câu chuyện, tóc vàng cho thấy chàng đã phải xa quê hương đất nước hơn 4 năm trời đằng đẵng. Chàng đã được gửi ra nước ngoài chữa bệnh, một chứng bệnh thần kinh lạ lùng gì đó, đâu như là động kinh hay kinh giật gì chả biết. Nghe nói thế, tóc đen đã mấy lần nhếch mép cười mỉa, đặc biệt gã còn phá lên cười khi nghe tóc vàng trả lời câu hỏi. Thế người ta có chữa khỏi cho không? Bằng câu, chưa, vẫn chưa chữa khỏi. Ha ha, rõ ràng các vị đã mất tiền toi, vậy mà dân mình chỉ biết tin bọn họ. Tóc đen buông một lời nhận xét cay độc. Thì đúng thế, một bạn đồng hành ngồi cạnh cất lời bắt chuyện. Đó là một quý ông ăn mặc tồi tàn, nom cũng biết là hạng công chức quèn, sống lay lắt bằng đồng lương thảm hại. Tuổi chạc 40, vóc dáng khỏe mạnh, mũi đỏ mặt sần sùi. Đúng thế đấy, có điều dân Nga mình toàn đua nhau rước vạ vào thân. Ồ, riêng trường hợp của tôi thì các vị nhầm rồi. Chàng bệnh nhân Thụy Sĩ tiếp lời với giọng nhỏ nhẹ như muốn làm không khí dịu đi. Tất nhiên tôi cũng chẳng dám tranh cãi, biết gì đâu mà nói. Có điều vị bác sĩ của tôi đã dốc hầu bao cho tôi có đủ tiền về nước và đã bỏ tiền túi ra chu cấp cho tôi ngót 2 năm trời đấy ạ. Sao? Không có ai lo tiền cho ông nữa ư? Tóc đen hỏi. Vâng, người bảo trợ tôi là ông lớn Pavlicev đã qua đời 2 năm nay rồi. Sau khi ngài mất, tôi có gửi thư về nước cho một người bà con xa là tướng quân phu nhân Epanchina, nhưng không nhận được hồi âm, thế nên tôi mới phải về. Thế ông về đâu bây giờ? Tôi sẽ ngủ ở đâu ư? Tôi cũng chưa biết đấy, quả có thế thật. Ông vẫn chưa quyết định ư? Và cả hai thính giả lại phá lên cười ầm ĩ. Và hẳn là toàn bộ báu vật của ông được gói gọn trong cái tay nải kia đấy nhỉ? Gã tóc đen hỏi. Tôi sẵn sàng đánh cuộc với mọi người là đúng như thế đấy. Tay công chức mũi đỏ phụ họa với vẻ thích thú ra mặt. Và hành lý gửi theo người cũng không có nốt, cho dù cái nghèo chả phải là thói hư tật xấu gì, nhưng cũng vẫn là cái đập ngay vào mắt. Thì quả có thế thật, chàng trai tóc vàng cuống quýt xác nhận ngay tức khắc. Dù sao cái tay nải của ông cũng có một ý nghĩa nào đó. Tay công chức nói tiếp khi đã cười chán chê xong. Rốt cuộc thì chính chủ nhân chiếc tay nải cũng cứ dán mắt vào hai bạn đồng hành mà cười theo, khiến họ càng khoái chi hơn. Và tuy có thể nói chắc rằng nó không đựng những gói tiền kim loại đúc bằng vàng như đồng Napoleon của Pháp, đồng Fidrisno của Thổ thấp giá hơn là đồng tiền vàng của Nga. Điều mà ta còn có thể khẳng định thêm dù chỉ qua đôi ghệt bó lấy đôi giày mác ngoại của ông. Nhưng nếu bổ sung vào cái tay nải của ông một người bà con như tướng quân phu nhân Epanchina chẳng hạn, thì cái tay nải sẽ phải có một ý nghĩa khác. Nhưng chỉ với điều kiện là tướng quân phu nhân Epanchina đúng là có họ với ông và ông không vì đăng trí mà nhầm lẫn. Những người quá giàu óc tưởng tượng bao giờ chả thế. Ồ, ông lại đoán ra rồi. Chàng trai tóc vàng đón lời ngay. Tôi cũng hơi nhầm. Phu nhân hầu như không phải là người trong chỗ bà con. Quả thật, tôi không hề ngạc nhiên khi không được trả lời. Tôi cũng đã liệu trước rồi. Coi như ông đã mất không cái khoản cước gửi thư bảo đảm. Hừm, cơ mà ông được cái chất phác thật thà, kể cũng đáng khen. Hừm, còn tướng Epanchin thì chúng tôi chẳng lạ gì, vì nói đến ngài thì ai chả biết. Mà cả người chu cấp cho ông đi chữa bệnh bên Thụy Sĩ là mồ ma ông lớn Pavlicev thì chúng tôi cũng biết cả đấy. Có điều phải đúng là Nikolai Andreevich Pavlicev chả là ngài có 2 người anh em họ mà. Một người hiện vẫn ở Crimea, còn mồ ma Nikolai Andreevich thì vốn là người rất được trọng vọng, một người quảng giao sinh thời có đến 4.000 nông nô ấy chứ ạ. Đúng quá rồi, ngài chính là Nikolai Andreevich Pavlicev. Chàng trai trả lời rồi trợn tròn mắt lên nhìn ông biết tuốt. Thỉnh thoảng mọi người lại bắt gặp những ông biết tuốt này, thậm chí còn bắt gặp khá thường xuyên ở một tầng lớp xã hội nào đó. Toàn bộ sự háo hức khám phá của trí lực và năng lực của con người họ đều lao vút về một phía với một niềm đam mê mãnh liệt không sao cưỡng nổi, nhưng rõ ràng không được dẫn dắt bởi những lợi ích và quan điểm sống quan trọng hơn như nhận định của một nhà tư tưởng đương thời. Tiếng là biết tuốt
nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong mấy chuyện đời tư. Vị này làm việc ở đâu, quen biết những ai, tài sản áng chừng được độ bao nhiêu, từng trấn nhậm xứ nào, lấy ai làm vợ, của hồi môn được bằng nào, vân vân và vân vân. Phần lớn những ông biết tuốt này đều áo bục quần sờn, lương tháng vỏn vẹn có 17 rúp. Những vị bị các ông soi quá kỹ, cố nhiên không thể nào hiểu được là các ông ăn thưởng ăn phạt gì mà cứ đeo đẳng mãi cái nghiệp đốn đời như vậy. Ấy vậy mà không ít người trong đám các ông lại cứ như nở từng khúc ruột, dương dương tự đắc, tưởng như đã tìm thấy một món ăn tinh thần cao quý khi đã coi mớ kiến thức hổ lốn này như cả một môn khoa học. Và là một môn khoa học đầy sức quyến rũ. Tôi được biết có những học giả, nhà văn, nhà thơ chính khách đã và đang tìm thấy trong môn khoa học đó những phép dung hòa khéo léo, những mục tiêu béo bở, những điều thậm chí chỉ đem lại lợi thế cho họ trên bước đường làm nên danh phận. Suốt buổi trò chuyện, chàng trai tóc đen cứ ngáp dài ngáp ngắn, đưa mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có vẻ nóng lòng mong trông đến nơi. Gã tỏ ra lơ đễnh, đầu óc để tận đầu tận đâu, lại có phần thảng thốt, thậm chí còn trở nên kỳ quặc thế nào. Đôi lúc lắng tai nghe rồi lại chẳng buồn nghe, chú mắt nhìn rồi lại chẳng thèm nhìn, cất tiếng cười rồi lại ngớ ra, chẳng hiểu ra làm sao nữa. Xin lỗi, tay công chức mặt sần sùi bỗng cất tiếng hỏi chàng trai tóc vàng có cái tay nải. Tôi đang được hân hạnh tiếp chuyện với ai đây? Tôi là hoàng thân Lev Nikolai Miskin, chàng trai trả lời không chút do dự. Hoàng thân Miskin ư? Lev Nikolaevich à? Tôi không được biết hoàng thân đâu đấy ạ. Chẳng nghe ai nói đến bao giờ, thưa ngài. Tay công chức trả lời với vẻ trầm ngâm. Tôi không nói về dòng họ, đấy là một dòng họ lịch sử, hẳn có thể tìm thấy trong sử ký của Karamzin. Tôi nói về cá nhân kia, các hoàng thân Miskin thì thật chẳng có thể gặp được ở đâu, chẳng còn nghe nói nết nữa là khác. Ồ, lại còn phải nói, chàng hoàng thân đáp ngay. Cánh hoàng thân Miskin thì ngoài tôi ra bây giờ thật chẳng còn ai. Có lẽ tôi là hậu duệ cuối cùng rồi đấy. Còn nói về cha ông chúng tôi thì các cụ là nông dân nhà nước cả. Cha tôi từng là một thiếu úy trong quân đội, xuất thân từ một học sinh trường sĩ quan. Đấy, tôi còn chưa được rõ thế nào mà tướng quân phu nhân Epasina cũng lại là người thuộc dòng hoàng tộc Miskin, cũng lại là hậu duệ cuối cùng trong nội tộc. Ha ha, hậu duệ cuối cùng, ha ha, ông này tếu thật, tay công chức cười rũ ra. Gã tóc đen cũng nhếch mép cười khẩy. Chàng tóc vàng ngớ ra khi thấy tự nhiên mình cũng biết chơi chữ cho dù còn khá ngô nghê. Các vị hiểu chứ, tôi cũng chỉ buột mồm nói ra như vậy mà thôi. Cuối cùng chàng cất tiếng phân bua với vẻ ngơ ngác. Chúng tôi hiểu chứ ạ, hiểu chứ, tay công chức vui vẻ tiếp lời. Thế nào hoàng thân, ông cũng đã được học các môn khoa học đấy chứ, từng theo học với các giáo sư đấy chứ? Gã tóc đen chợt cất tiếng hỏi. Vâng, tôi đã được học. Còn tôi thì chưa bao giờ được học hành gì. Tôi cũng chỉ được học đôi chút thôi mà, chàng hoàng thân nói thêm với vẻ rụt rè, ý chừng đang định nói chữa. Tôi có bệnh nên không có điều kiện học hành đều đặn như người khác. Ông có biết nhà Rogozin không? Gã tóc đen hỏi rõ nhanh. Không, tôi không biết, không hề biết. Ở Nga tôi có biết ai với ai đâu. Ông là Rogozin à? Vâng, tôi là Rogozin, Pavel Rogozin. Pavel ư? Có phải chính là nhà Rogozin? Tay công chức như đang muốn đề cập tới một điều gì tối ưu quan trọng. Thì đấy, chính nhà ấy đấy. Gã tóc đen cắt ngang câu nói của tay công chức một cách sỗ sàng với vẻ sốt ruột. Gã chưa hề nói câu nào với tay công chức mặt sần sùi, ngay từ đầu độc nói chuyện với chàng hoàng thân. Ờ, như thế nghĩa là sao? Tay công chức sững người ra vì quá ngạc nhiên, mắt cứ trợn ngược lên, mặt mũi bỗng chốc biến hình biến tướng. Nòng đã đầy vẻ tôn sùng quỵ lụy, thậm chí còn sợ sệt nữa. Có phải ông đang nói đến công dân công huân Semyon Parfenovich Rogozin mới qua đời gần một tháng nay và để lại khoản tiền 2,5 triệu đấy không? Ông làm sao mà biết được là cụ tôi đã để lại 2,5 triệu tiền mặt như thế nhỉ? Gã tóc đen cắt ngang, lần này vẫn không thèm nhìn tay công chức. Cũng ghê đấy chứ, gã nháy mắt với chàng hoàng thân. Thì đúng là cả một lũ lâu la đã xúm ngay vào kiếm cách dò la chứ còn sao nữa. Còn tôi
thì đúng là hồi cha mất còn chết dí ở Pskov. Mãi hơn một tháng sau mới dẫn xác về nhà. Thằng anh khốn nạn của tôi, rồi cả mẹ tôi, chẳng ai thèm nhìn ngó đến tôi. Tiền không gửi, tin không báo, người ta coi tôi chẳng khác gì con chó. Tôi ốm liệt giường ở Pskov cả một tháng trời. Còn bây giờ thì phải về nhà mà trõm ngay một lúc lấy hơn 1 triệu bạc. Mà như thế là còn ít đấy, giời ơi là giời. Tay công chức vỗ tay reo lên. Việc quái gì đến cái ông này cơ chứ? Rogozin lại hất đầu về phía tay công chức, mặt hầm hầm. Đừng hòng tôi thí cho ông một xu sứt mẻ nào đây nhé. Ông có đi đầu xuống đất ngay trước mắt tôi thì cũng mặc xác ông. Tôi sẽ đi đầu xuống đất, sẽ nhào lộn múa may. Dơ dáng, đã bảo không cho là không cho. Ông cứ đi mà múa may cả tuần. Không cho thì đừng cho, tôi cũng mong thế đấy. Nhưng tôi vẫn phải múa may. Vợ dạy con thơ tôi cũng vứt, chỉ biết múa và múa trước mặt ông thôi. Việc của tôi là tâng bốc tán dương. Bó tay với ông, gã tóc đen nhổ tuẹt một bãi, quay ngay sang với chàng hoàng thân. 5 tuần trước tôi cũng đã như ông, một mình một tay nải thế kia, trốn cha bỏ đến nhà cô ruột ở Pskov, rồi ốm sốt nằm liệt giường. Và ở nhà cha tôi đã qua đời, không có tôi bên cạnh. Quả thật cha tôi đã tẩn cho tôi một trận nhớ đời, cầu chúc cho người quá cố sống mãi trong lòng mọi người, chứ cha tôi đã nện tôi suýt chết. Không biết hoàng thân có tin không, chứ tôi xin thể có Chúa, nếu ngày ấy tôi không bỏ trốn thì cũng đã mất mạng với cha tôi rồi. Ông đã làm gì khiến cụ phải điên tiết thế? Chàng hoàng thân vừa hỏi, vừa trố mắt nhìn nhà triệu phú mặc áo lông với vẻ khá tò mò. Nhưng cho dù món tiền triệu cũng như việc hưởng tiền thừa kế đều là những tiết mục khá hấp dẫn, chàng hoàng thân vẫn lấy làm ngạc nhiên và quan tâm đến một điều gì khác nữa. Và không hiểu sao, chính Rogozin cũng rất hào phóng bắt chuyện với chàng. Cho dù cái gã cần trong việc chuyện trò lại có vẻ máy móc khô khan hơn những trăn trở với đức hạnh. Thái độ của gã vẻ như xuất phát từ một tâm trạng bất an hơn là từ sự thôi thúc của những nỗi niềm chân chất. Nó xuất phát từ sự lo lắng, hồi hộp đến mức chỉ muốn có người nào đó để nhìn có chuyện gì để nói. Dường như cơn sốt trong người gã vẫn chưa lui, cũng có thể là sốt rét. Tay công chức thì vẫn đang để hết tâm trí vào gia đình Rogozin, y nín thở, đón lấy và cân nhắc từng lời từ miệng người khác như đang mải mê sàng lọc kim cương đá quý không bạc. Điên tiết thì đúng là cha tôi đã điên tiết thật, mà có lẽ là cũng phải thế thôi, Rogozin đáp. Nhưng thằng anh tôi mới là thằng đều nhất với tôi. Mẹ tôi thì không nói làm gì, một bà già ham đọc tích thánh, chỉ còn biết loanh quanh với mấy bà bạn già, công to việc nhớn trong nhà một tay thằng anh tôi làm hết. Thế mà sao nó chẳng kịp thời báo tin cho tôi? Chúng mình hiểu quá đi chứ. Thực ra thì hồi ấy tôi ốm quá nằm mê mệt suốt. Cũng nghe đâu ở nhà đã đánh điện đi, nhưng điện lại đánh cho bà cô tôi mới chết chứ. Cô tôi thì đã quá chồng 30 năm nay, cứ toàn ngồi với mấy vị khổ tu suốt từ sáng đến tối, đọc những vị học rộng tài cao, dở điên dở dại, phán như thánh phán. Cô tôi ấy à, tu thì cũng chẳng ra tu, mà lắm cái còn quá một vị nữ tu nữa ấy. Nhìn thấy bức điện một cái là bà đã hôn siêu phách lạc, không dám bóc ra xem. Cứ để nguyên như thế mang đi chỉnh đồn cảnh sát, cho nó nằm mốc ra đấy cho đến tận bây giờ. May mà có cô nhép Vasily Vasilis ấy đã viết thư kể cho biết mọi chuyện. Đêm hôm ấy, thằng anh tôi đã lấy kéo xẻo hết cái diềm rát bao nhiêu tua vàng ròng ở tấm gấm phủ áo quan mồm liến thoắng của một đống tiền này này. Riêng cái đoạn này nó có thể bị tống sang Siberia vì can tội đại bất kính rồi. Này, ông ngó ông kia, gã hỏi tay công chức, theo luật định thì đó là tội đại bất kính chứ? Tội đại bất kính, tội phạm thánh, tay công chức xác nhận ngay lập tức. Phải bị tống sang Siberia chứ? Sang Siberia, sang Siberia, sang Siberia ngay tức khắc. Mọi người vẫn cho là tôi ốm chưa khỏi, Rogozin kể tiếp với chàng hoàng thân. Còn tôi không nói không rằng, ốm thì ốm, lẳng lặng ra ga lên tàu tốc thẳng về nhà để còn nói chuyện với thằng anh. Nó đã ton hót với mồ ma cụ thân sinh ra tôi đủ chuyện về tôi biết hết. Còn ngày ấy, tôi đã làm cha tôi nổi cơn tam bành lục tặc vì những chuyện lằng nhằng với Nastasia Filipovna, thì chuyện đó đã rõ rành rành. Trong chuyện này, chỉ mình tôi có lỗi thôi,
tôi đã phạm tội tày đình. Với Nastasia Philipovna phải không ạ? Tay công chức thốt lên với vẻ khúm núm và tự lự. Ông chả biết đâu, Rogozin bực bội quát lên. Thế mà tôi biết đấy, tay công chức đáp với vẻ đắc thắng. Lão khoét, thiếu gì Nastasia Philipovna cơ chứ? Cái lão khỉ gió này, đồ ăn tục nói phét. Tôi đã biết là thế nào cũng bị cái giống quái thai như cái ngữ này nó bám lấy ngay mà. Gã tiếp tục câu chuyện với chàng hoàng thân. Thế mà có khi tôi biết đấy ạ, tay công chức tỏ ra hăm hở. Lê Bê Đếp này biết chứ, thưa quý ông cứ mạt sát tôi đi. Nhưng nếu tôi chứng minh được điều mình nói thì sao? Chính cái cô Nastasia Philipovna đã làm ông liên lụy khiến cụ nhà muốn xử lưng ông bằng cây gậy chống ấy, có họ là Barakova. Có thể nói là một tiểu thư danh tiếng, một công nương nữa ấy chứ. Ai chả biết là cô ta vẫn cặp kè với Totski Afanasy Ivanovich ấy, một địa chủ và cũng là một nhà đại tư bản có chân trong các công ty, hội xã. Và vì thế, cả hai người đều có quan hệ thân tình với tướng Espasin. Ái chà chà, chịu ông rồi đấy. Cuối cùng Rogozin đã thực sự ngạc nhiên. Chết chửa, đúng là ma só, bố biết tổng hết. Biết tuốt, Lê Bê Đét này biết tuốt. Tôi ấy à, thưa quý ông, tôi đã từng ngao du với ông bạn Aleska Lihatsiop đến 2 tháng trời. Ngày ấy, ông ta cũng vừa mất cha mà. Được cái xó xỉnh nào tôi cũng biết. Nên không có cái anh Lê Bê Đép này thì ông bạn chỉ có nước nằm co, chẳng đi đâu được hết. Bây giờ ông ấy đã có chân trong phòng tín dụng, nên tôi cũng có dịp tìm hiểu nhiều người. Cả Akman, cả Coralia, cả công nương Paskaya, cả Nastasia Philipovna. Bao nhiêu chuyện khác nữa ấy chứ. Nastasia Philipovna ư? Lẽ nào cô ta đã cùng Lihatsiop? Rogozin đưa mắt nhìn tay công chức với vẻ hậm hực. Thậm chí môi gã còn bật ra và run lên bật bật. Chẳng có chuyện gì. Chẳng có chuyện gì. Không hề có chuyện gì. Tay công chức sực nhớ ra và uống lên. Lý Hát Sốp không thể dùng tiền để mua chuộc được. Không, không thể làm thế với Ackman được. Bên cạnh cô nàng chỉ có Totski thôi. Tối tối, cô ta vẫn ngồi trong khoang ghế lô dành riêng ở nhà hát lớn hay nhà hát Pháp. Cảnh sĩ quan thì vẫn khỏe kháo chuyện lắm. Nhưng ngay cả bọn này cũng chả chứng minh được điều gì hết. Kia, họ nói, kia chính là cái cô nàng Nastasia Philipovna ấy đấy. Và cũng chỉ thế thôi, chẳng có gì hơn. Vì đúng là chẳng có gì hơn. Quả có thế thật, Rogozin xác nhận với vẻ sầu sầu, mặt ủ mày chau. Hồi ấy, Zaliobsev cũng từng nói với tôi như thế. Hoàng thân ạ, có lần với chiếc bành tô 3 năm tuổi của cha trên người, tôi chạy qua đại lộ Nevsky. Còn cô nàng thì từ trong một cửa hàng đi ra, bước lên xe ngựa. Hình bóng nàng đã bỗng chốc nung nấu lòng tôi. Tôi gặp Zaliozhev. Thằng này thì lúc nào chả sáng nước hơn tôi. Tóc tai phải ra hiệu tỉa tót đàng hoàng, đi đâu cũng kè kè cái kính cầm tay. Còn anh em tôi thì cha chỉ cho lê ủng rách và húp canh suông. Nó bảo tôi là cậu không với tới đâu. Người ta là công nương đấy. Tên công nương là Nastasia Philipovna. Họ là Baraskova. Cô nàng đang ở với Totski. Còn Totski thì hiện đang giữ dịp lấy cô nàng. Vì tuy tuổi đã cao ngất ngưởng, 55 rồi đấy, nhưng lại muốn lấy vợ trẻ đẹp. Đúng là bông hồng số 1 trên toàn thành phố Petersburg. Nó còn bảo tôi là hôm nay cậu có thể thấy Nastasia Philipovna đi xem vũ ba lê ở nhà hát Ban Sôi. Cô nàng sẽ ngồi trong một khoang ghế lô đôi dành riêng ở ngay dưới tầng dưới. Anh em tôi làm gì có chuyện đi xem vũ ba lê. Cha tôi có mà quật chết. Vậy mà tôi vẫn lỉnh ra ngoài được đến một tiếng và lại được nhìn thấy Nastasia Philipovna. Vậy là về mất ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, mồ ma cụ thân sinh ra tôi đưa cho tôi 2 tờ trái phiếu lãi 5 phân. Mỗi tờ có mệnh giá 5.000. Bảo tôi đem bán lấy tiền rồi mang đến văn phòng nhà Andri để trả cho họ 7.500. Còn bao nhiêu thì mang luôn về cho cha. Chớ là cả đâu nữa, cha chờ đấy. Bán được trái phiếu rồi, nhưng tôi lại chẳng mang tiền đến văn phòng nhà Andrei mà cất bước lang thang, xà vào một cửa hàng Anh Quốc, chọn mua một đôi khuyên tai, mỗi chiếc nặng 1 hạt xoàn, gần bằng hạt hồ đào. Vậy là còn thiếu mất 400 rúp. Tôi xưng danh, người ta tin cho nợ lại. Tôi mang đôi khuyên tai đến nhà Zaliozhev 3 hoa xích thốc một hồi,
rồi rủ luôn anh ta cùng đến chỗ Nastasia Filipovna. Chúng tôi đi luôn. Những gì hiện hữu dưới chân tôi, trước mắt tôi hay bên con người tôi đều không biết, không nhớ. Chúng tôi bước thẳng vào phòng khách, cô nàng ra đón chúng tôi. Tôi cứ nghệt mặt ra, quên cả tự giới thiệu. Còn Zaliozhev thì nhanh nhở. Đây là món quà kỷ niệm của Parfen Rogozin tặng quý cô để ghi nhớ cuộc gặp ngày hôm qua. Quý cô vui lòng nhận cho. Cô nàng tỏ ra niềm nở, đưa mắt nhìn hai anh, miệng mỉm cười láo lỉnh. Ông cho em gửi lời cảm ơn ông bạn Rogozin của ông đã có lòng quan tâm quý hóa như thế, rồi cúi chào và quay đi. Hỡi ôi, làm sao mà ngay lúc bây giờ tôi chẳng chết đi cho rảnh. Có điều ngay từ lúc ra đi tôi đã đánh bài liều. Đằng nào thì chuyến này cũng một đi không trở lại. Nhưng cay cú nhất đối với tôi ấy là tôi thấy cái thằng bạn láu tôm láu cá kia đã phỗng tay trên bằng hết. Tôi thì vừa thấp bé, vừa ăn mặc lúi xùi, cứ đứng nghẹt mặt ra, không nói không rằng. Vừa trông thấy người đẹp thì mắt đã hoa lên, không còn tự chủ được nữa. Còn nó thì ăn diện bảnh bao, tóc xoăn, bóng mượt, mặt mũi hồng hào, cà vạt kẻ ô. Rồi cứ thế mà uốn ba tức lưỡi, đấu hót đến đầu đến đũa, và hẳn là cô nàng đã tưởng nó là tôi. Thôi tôi nói, việc đã chót rồi. Bây giờ dắt nhau về, tớ cấm cậu không được dở dối gì nữa. Cậu hiểu thế nào rồi đấy? Nó cười. Thế bây giờ cậu định ăn nói thế nào với Semyon Parfenis? Quả thật lúc bây giờ, tôi thà nhảy xuống sông còn hơn là dẫn xác về nhà. Nhưng rồi bụng bảo dạ, đằng nào mà chả thế. Rồi thất thểu lê bước về nhà như một con ma dại. Khổ, đau đớn. Tay công chức nhăn nhó, thậm chí còn run rẩy nữa. Nói thật chứ vào tay mổ mai ông cụ thì đúng là 10.000 mà 10 rúp thì cũng đừng hòng sống nổi với cụ. Ý thẽ thọt với chàng hoàng thân. Chàng đưa mắt nhìn Rogozin với vẻ tò mò. Hình như lúc này nom gã còn xanh xao hơn nữa. Đừng hòng sống nổi với cụ, Rogozin nhắc lại. Ông biết thế nào không? Ngay lập tức, gã tiếp tục câu chuyện với chàng hoàng thân. Cha tôi đã tỏ tường mọi chuyện. Chả là thằng Zaliozhev gặp ai cũng phun ra bằng hết. Thế là cụ lôi tôi lên gác, khóa trái cửa lại, xuống tay dạy bảo suốt một tiếng đồng hồ. Cụ nói, đây mới chỉ là phần đánh động thôi. Đêm nay, tao còn đến vĩnh biệt mày. Ông nghĩ sao? Lão già đầu râu tóc bạc đã lao đến nhà Nastasia Filipovna để lạy lục van xin khóc lóc. Cuối cùng cô ta đã mang chiếc hộp con ra vứt vào mặt lão. Đấy, khuyên tai nhà lão đấy, lão khọm ra. Đối với tôi, bây giờ món quà này còn quý gấp 10 lần vì được biết là Parfen đã phải liều đến thế nào để có được nó. Lão về mà khấu đầu lại tạ Parfen Semyonich cho tôi. Thế là ngay trong ngày lễ tạ ơn, tôi đã moi được của thằng Seryosha Protusin 20 rúp và bắt xe về Peskov. Đến nơi, lúc người vẫn đang trong cơn sốt, các bà già đã xúm lại cầu kinh cho tôi. Còn tôi rượu say cứ ngồi thử ra đấy. Sau đó còn mò ra mấy quán rượu vùng nốt chỗ tiền còn lại. Rồi ngã vật ra đường, nằm bất tỉnh suốt đêm, gần sáng lại lên cơn sốt. Mà lúc đêm còn bị chó đến dứt nữa, phải có người sốc mãi mới tỉnh. Thôi thôi, vứt hết. Bây giờ thì Nastasia Filipovna tha hồ mà hát, mặc sức mà reo. Tay công chức xoa tay cười hề hà. Quý ông ơi, bây giờ đôi khuyên tai đã là chuyện nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đền lại đôi khuyên. Này này, nếu ông còn dám thốt ra một lời nào nữa về Nastasia Filipovna, thì thề có Chúa, tôi nện ông ngay tức khắc, cho dù ông đã từng ngao du sơn thủy với Lihachyov đấy nhé. Rogozin nắm chặt lấy tay y và hét toáng lên. Nếu ông đánh tôi, thì có nghĩa là ông không còn bỏ được tôi. Thì cứ đánh luôn đi, như thế mới khó quên nhau chứ. Thôi đến nơi rồi. Đúng là tàu đã vào ga. Mặc dù Rogozin có kể là gã đã lùi lũi bỏ về, nhưng ở đây đã có mấy người ra đón, đợi sẵn đây rồi. Họ la hét và khua mũ lên vẫy gã. Mẹ kiếp, Zaliozhev cũng ra đón đấy. Rogozin vừa lào bào, vừa đưa mắt nhìn đời với nụ cười ngạo nghễ và thậm chí còn hằn học nữa. Rồi bỗng quay sang nói với chàng hoàng thân. Hoàng thân ạ, chẳng hiểu sao mà tôi đã đem lòng yêu quý hoàng thân. Có lẽ vì tôi đã gặp ông trong một thời điểm lạ lùng như vậy. Nhưng ông kia thì cũng thế. Gã ra hiệu về phía Lebedev. Mà sao lòng tôi vẫn dừng dưng? Mời ông đến chỗ tôi chơi, hoàng thân nhé.
bọn tôi sẽ tháo đôi xà cạp kia ra khỏi chân ông, sẽ khoác lên vai ông tấm áo lông chồn thượng hạng. Chính tay tôi sẽ thừa cho ông một chiếc áo đuôi tôm thượng thẳng, một chiếc áo di lê trắng muốt hoặc bất cứ màu gì ông thích. Sẽ nhét đầy tiền vào túi quần túi áo của ông và chúng ta sẽ kéo đến nhà Nastasia Philipovna. Ông có đến chỗ tôi không? Đến đi, hoàng thân Lev Nikolaevich. Lebedev phụ họa với vẻ trang nghiêm và trịnh trọng. Cha, đừng bỏ lỡ dịp may, đừng bỏ lỡ dịp may. Hoàng thân Miskin nhổm người lên, chìa tay ra bắt tay Rogozin với vẻ lễ phép và nhỏ nhẹ nói với gã. Tôi sẽ rất vui mừng được đến thăm ông và rất cảm tạ ông đã đem lòng quý mến tôi. Thậm chí tôi sẽ đến ngay hôm nay nếu thời gian cho phép. Vì xin thú thực là tôi rất thích ông, nhất là sau khi được nghe ông kể câu chuyện về đôi khuyên tai nạm hạt xoàn. Ngày trước đó cũng đã thích rồi, cho dù mặt mũi ông non dầu dĩ lắm. Cũng xin cảm ơn về mấy món áo sống mà ông đã hứa cho, vì thực ra tôi cũng sắp cần đến nơi rồi. Còn tiền thì hầu như lúc này tôi không còn lấy một xu. Tiền thì sẽ có thôi, tối nay là có, ông cứ đến. Có tiền đấy, thế nào cũng có tiền. Tay công chức nói leo, đến tối, đến mai là cùng, có đấy. Về khoản đàn bà thì thế nào hở hoàng thân, cũng thuộc diện ham hố đấy chứ, cứ báo trước đi. Tôi ấy à? Không, tôi vốn... Có lẽ ông chưa biết, tôi vốn có bệnh bẩm sinh, không hề biết đến đàn bà đâu ạ. Thế thì trước sau ông cũng thành thánh sống mất thôi, hoàng thân ạ. Rogozin reo lên, những người như ông bao giờ cũng được Chúa thương. Họ bao giờ cũng được Chúa thương, tay công chức nói vuốt đuôi. Còn ông thì cứ việc đi theo tôi, ông ký còm nhé, Rogozin nói với Lebedev, và cả ba người cùng xuống tàu. Lebedev cuối cùng đã được thỏa nguyện, chẳng mấy chốc, bọn người láo nháo nói cười ầm ĩ đã rời sân ga đi về phía đại lộ Vonesensky. Chàng hoàng thân phải rẽ sang phố Litenaya. Khi trời ẩm ướt, chàng hoàng thân phải hỏi thăm mới biết mình còn cách mục tiêu đến 3 dặm nữa, và chàng quyết định bắt xe ngựa đi luôn. VTC Now.